vai gáy nhức mỏi liên hồi, đau lưng cột sống đứng ngồi mỏi tê, ngón tay sưng nóng ê chề, ngón chân đau nhói tái tê rụng rời, đầu gối khô cứng kêu trời, làm sao để khỏi rã rời khớp xương. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Joy XK3 với thành phần XK3 kết hợp các thảo dược quý từ thiên nhiên và công nghệ hiện đại, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm, đau nhức, thoái hóa xương khớp, hỗ trợ tăng tiết dịch khớp và hạn chế thoái hóa khớp. Joy XK3, xương khớp bất đau cùng nhau sống khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.